Tối qua thì Hải đến cơ hội thì về cũng hơi tối, rất khuya, chân là hơi mệt. Sau khi ăn thì tôi có Hải, tôi có đã trao đổi với Hải khá đầy đủ một số các nội dung. Thì chúng ta biết là hiện nay thì Quang Hải trong thi đấu ở Pháp, bạn ấy cần rất là nhiều cái thời gian để thích ứng, và chúng tôi muốn chia sẻ một số các khó khăn, các thuận lợi trong công việc. Chúng ta cũng biết là Liên Hợp Quốc là một cái giải đấu mà hiện nay FIFA người ta chưa thừa nhận, cho nên là thực ra là vì bản thân cá nhân tôi cũng như Liên đoàn không thể trực tiếp yêu cầu can thiệp thẳng vào đó để yêu cầu họ là nhà người hay không. Chúng ta cũng biết là đến tháng 11, tháng 12 thì sẽ có cái World Cup. Và đối với cái giải của Quang Hải thì tôi biết là vào ngày 28 tháng 12 thì bạn đã bắt đầu bán cái vòng lượt về của cái giải nhất vô địch Pháp. Thực ra thì đối với tất cả cầu thủ thì tôi cũng luôn nghĩ thế này, họ luôn luôn có cái khát khao để cống hiến cuối cùng cho đội tuyển của mình, cũng như cho Quang Hải. Riêng với Quang Hải thì tôi biết là Hải cũng có cái khát khao muốn tiếp tục thi đấu ở cái giải sắp tới cho đội tuyển. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái hợp đồng thì hiện nay nó là cái tình trạng như vậy. Tôi với Quang Hải cũng đã trao đổi đầy đủ nội dung về cái suy nghĩ của Quang Hải và suy nghĩ của tôi. Tôi hoàn toàn đồng cảm với Quang Hải về một số ý kiến của bạn đó. Tất nhiên là chúng ta cũng biết là Hải thì mới sang Pháp mới được có mấy tháng thôi, chưa lâu, bạn cũng cần có thời gian để thích ứng với lại cái giải đấu bên đó. Thì bây giờ tạm thời chúng ta có thể nói một cái kết luận như thế này. Nói thật là thứ nhất là chúng ta không thể can thiệp được trong cái việc là chúng ta đòi người không đòi người những giải đấu này. Bản thân Quang Hải, chính vì thế cho nên là Quang Hải cũng sẽ nỗ lực thuyết phục câu lạc bộ làm thế nào có thể là trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tôi vẫn tin Quang Hải và tôi nghĩ rằng là Quang Hải cũng sẽ có cách. Tóm lại cái việc mà đó thì không phải chúng ta can thiệp được, và Quang Hải cũng có nói rằng là Quang Hải sẽ nỗ lực, cá nhân bản đó sẽ cũng nỗ lực để tìm cách để thuyết phục câu lạc bộ. Chúng ta tìm sự cố gắng của Quang Hải. Chúng ta cũng biết Quang Hải thì có thể nói là cái cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của chúng ta hiện nay rồi, và cũng có thể nói bây giờ anh ấy là cầu thủ duy nhất của Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài. Cái việc mà không tham gia thì chắc chắn bình thường. Tất nhiên là thay thế thì đương nhiên là có người thay thế thôi, nhưng mà ảnh hưởng đến cái sức mạnh của đội thì chắc chắn là có. Tôi thì thực ra thì tôi cũng có thời gian để thường xuyên xem các trận đấu của Quang Hải lắm. Và chúng ta biết là Quang Hải đã có hai trận là ra sân trong đội hình xuất phát, còn các trận còn lại thì ra sân ở đội hình dự bị. Thì hai trận mà ra sân trong đội hình xuất phát thì tôi không xem được từ đầu. Đại khái là tôi xem Quang Hải thì tôi chỉ theo qua các cái highlight, có phần tóm tắt thôi chứ không thể xem hết được. Ngày hôm qua thì tôi nói chuyện với Quang Hải thì tôi thấy này, nghĩa là ở đội bóng của Quang Hải hiện nay ấy, là chỉ có 5 cầu thủ người da trắng thôi, còn đại đa số là các cầu thủ người da màu. Điều đó có nghĩa là về mặt thể lực, về mặt thể hình thể lực thì tôi nghĩ là Quang Hải cũng sẽ gặp khó khăn khi mà so sánh với họ. Và cái nhịp độ, cái cường độ thi đấu ở bên đó là rất cao. Thì thực ra Hải thì bạn ấy cũng đã hiểu rõ những cái chuyện đó, mà những thử thách mà bạn ấy sẽ gặp phải khi bạn đi ra nước ngoài. Tôi thì có dặn Quang Hải rằng là bây giờ mình sang thì cũng mới thôi, cho nên cái việc đầu tiên đó là thứ nhất là mình phải cố gắng chứng minh được cái năng lực của mình vốn có của mình cho huấn luyện viên ở đó để họ tin tưởng. Cái thứ hai là phải làm nhanh chóng để giải quyết được cái vấn đề về cái rào cản là ngôn ngữ. Giải quyết được vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng là Quang Hải cũng sẽ làm tốt. Hiện nay ở cái giải vô địch của Pháp, ở cái đội đó thì Hải, cái sơ đồ của họ đá là họ đá 4-2-3-1. Quang Hải hiện nay đang đá ở vị trí là tiền đạo lùi sau cái tiền đạo cắm. Thì tôi nghĩ rằng là Hải cũng đang nỗ lực để thích ứng với cái môi trường ở đó. Quang Hải là cầu thủ tôi nghĩ là rất là thông minh, và Quang Hải là cái cầu thủ rất là nhanh, nên tôi nghĩ là bạn cũng sẽ thích ứng được.